Hôm nay xin chia sẻ với thầy một đề tài là hạnh của ngài Ca Diếp. Chúng ta biết là ngài Ca Diếp á là một trong những đại đệ tử lớn của Đức Phật, sau này là thay thế Đức Phật, truyền thừa đạo đức của Đức Phật cho chúng ta đến ngày hôm nay, là người vị tổ đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Nhưng mà ngài có một cái đời sống rất là bình dị. Chúng ta thấy là ngài mặc y là mặc y phấn tảo, tức là một loại y mà lụm những miếng vải từ ở trong cái bãi Tha Ma hồi xưa. Hồi xưa thì bên Ấn Độ người ta nghèo nghèo là người ta đem những cái xác chết người ta thả trong rừng để cho chim muông nó dùng, và người ta chỉ đậy một miếng vải ở trên mặt hoặc là người ta đắp ở trên người thôi. Sau khi cái xác đó kênh kênh và quạ hoặc là chồn rắn đồ nó ăn, kiến nó ăn hết rồi, thì cái tấm vải đó nó bay trong rừng, quỷ sư lụm cái tấm vải đó, khâu lại từng miếng miếng nhỏ, ghép lại thành y quý sư mặc. Thì ngài Ca Diếp á, ngài thường dùng cái y này thì gọi là y phấn tảo. Bên Ấn Độ thì có cái trường hợp là lâm lâm họ chôn gọi là lâm rừng gì này. Lâm tán, họ dùng từ lâm tán. Rồi đến cái trường hợp thứ hai là thủy tán, tức là họ họ lấy tre, họ đang thành một cái bè, xong họ thả cái xác của mình xuống dòng sông sông Hằng á, sông trôi đi là xong. Và còn muốn là hỏa tán, tức là họ dùng lửa củi họ đốt, nhưng không có lịch sự giống như mình bây giờ là có lò thiêu đàng hoàng, có hàng bỏ vô, trân trọng tụng niệm bái sám vân vân, mà hình như là họ để trên một đống củi, bỏ vô chút bùi ngùi rồi họ đốt chết thôi. Và cuối cùng là điểu tán, tức họ đem cái xác chết của mình họ bỏ trong một cái bao, tội nghiệp lắm. Mình chết xong rồi họ bỏ vô trong một cái bao rồi họ vác lên trên núi cao rồi cho kênh kênh nó ăn. Nhưng thường thường cái con kênh kênh đó nó cũng chảnh lắm, nhiều xác chết quá nó không có ăn kịp á, cho nên đó là những cái vị thợ mà chuyên làm việc đó họ phải đập cái xác của mình ra từng nhiều mảnh và có một cái lọ dầu để kêu gọi con kênh kênh đó nó tới nó ăn. Thì người Ấn họ không có quan tâm vấn đề chết là mình hành xử như thế nào, miễn sao cho xong việc, họ quan tâm đến việc sống thôi. Đó là sống làm sao mà cho thanh bình, sống làm sao mà cho an lạc, sống làm sao mà cho có giá trị về đạo đức, vui vẻ trong đời thường là họ họ quan tâm hơn. Còn khi chết rồi là xong, họ tùy duyên vậy. Nhưng mà cái điểu tán với cái hỏa tán á, nó tốn kém nhiều hơn, là người giàu mới làm được cái việc hỏa tán và điểu tán nha. Và người giàu kế á, là thủy tán, và cái cuối cùng mà nghèo nhất á, là đem trong rừng bỏ đó gọi là lâm tán. Và quý sư thường sử dụng vải đó là ngài Ca Diếp. Bây giờ chúng ta tu trong cái thời điểm này đó thì cũng có huynh đệ mình thấy ngài Ca Diếp tu như vậy, mình ngưỡng mộ, xong mình muốn học theo, cho nên đôi khi cũng là ăn ngọ là bình thường, ngủ ngồi là bình thường, ngủ trong rừng, ngủ trong gốc cây, và đặc biệt là đi chân không và đầu không đội nón. Những cái hạnh này là mình cũng cần một lần trong đời để mình thực tập, để mình cảm nhận được người xưa họ tu như thế nào. Ở đây mùa hạ năm nay chúng ta thấy có một nhà sư đắp một chiếc y hơi lạ đúng không? Nó giống cái mền nhà sư đó là mình từng thấy đi bộ từ đây mà ra tuốt ở miền Trung đó nha. Sư đi bộ đó. Và sư khất thực. Sư khất thực được thức ăn xong rồi á thì sư vào trong nghĩa địa, sư dùng. Và sư ở trong mấy cái gò mã, trong mấy cái mộ mà xây nó có mái che. Và mình đã từng thấy sư này làm như vậy và trong lòng mình cũng rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên để làm được cái việc như vậy thì phải có phước lắm làm mới nổi. Nếu cái phước mình mà không đủ á thì thường thường là bị công an nó bắt.
lên rừng mà mình ngồi mình tu cũng bị công an nó bắt, lâm rừng nó bắt á, kiểm lâm nó bắt. Và nếu mình đi chân không á thì đôi khi mình dẫm những cái đồng trùng độc, và mình đi vô trong nhà thì chánh điện của mình bây giờ cũng lót gạch xi măng, và sáng sớm thì cũng có quý sư lau chùi. Cho nên nếu mình đi chân không á, đôi lúc á, mình không có lịch sự, mình đem cái thứ dơ bẩn vào bên trong. Vì vậy cho nên mình học cái hạnh của Ngài Ca Diếp trong thời điểm này thì thành thử ra nó không được tốt lắm. Thì mình lấy trung đạo đi quý sư, về hạnh Ngài Ca Diếp á, thì quý sư mang dép đi, nhưng mà mang những đôi dép bình thường là thứ nhất. Thứ hai là ai cúng dép gì thì mình mang dép nấy ha, là được rồi. Còn nhà đó thì người ta cho mình thất gì thì mình ở thất đó nha. Đó. Cho ở thất lá mình ở thất lá, mà cho mình ở thất xây mình ở thất xây. Huynh đệ đừng có chấp vào thất này thất kia là được. Ngài Ca Diếp sinh ra, trong lúc Ngài sinh ra thì có hào quang, có hào quang nha. Ngài sinh ra là cả không gian nơi chỗ Ngài sinh ra là có một đạo hào quang sáng soi thẳng vào ngôi nhà của Ngài. Cho nên tàu Trung Hoa người ta dịch là ẩm quang. Gia tài của gia đình Ngài Ca Diếp á, là tương xứng lại vua Bình Sa Vương lúc bấy giờ. Tức là một gia đình mà giàu có, hầu như là giàu nhất, mà giàu ngọc ngà châu báu kim cương vàng bạc á, mà tương xứng những cái kho của nhà vua lúc bấy giờ. Mà Ngài Ca Diếp là con một, tức là chỉ có một mình Ngài thôi. Cho nên chúng ta thấy á, có rất nhiều người đi tu xuất thân từ bậc vua thái tử và tài phiệt, tức là giàu có, nhưng mà khi họ trở thành một nhà sư thì họ lại sống một đời sống đối ngược, cực kỳ khổ hạnh, không có thèm, mà coi như quay lại những cái ngày tháng mà sống sung sướng ở trong gia đình mà thực hành một cái hạnh rất là khổ cực. Đây là cái điểm mà chúng ta cần lưu tâm trong cái đời sống tu học của mình. Ngài Ca Diếp khi sinh ra và lớn lên á, không hề muốn lấy vợ. Mình nghĩ rằng Ngài chắc là một vị A-la-hán ở tiền kiếp xa xưa rồi. Chứ người phàm trong chúng ta, ai lớn lên rồi cũng có dục tính đó. Ai lớn lên rồi thì cũng có ước mơ một gia đình hết á. Nhưng mà những người mà đã từng là tỳ kheo, đã từng là người xuất gia, và đặc biệt Ngài Ca Diếp mình nghĩ là từng chứng quả rồi. Ngài không hề có một hạt giống yêu thương nào cả. Ngài không hề nghĩ đến một gia đình, một tổ ấm, một sự kế thừa giàu sang phú quý gì cả. Mà lúc bấy giờ thì Đức Phật chưa xuất hiện, cho nên Ngài cũng không biết bắt đầu từ đâu để Ngài đi học đạo. Nhưng mà thâm tâm của Ngài, Ngài không có một cái sự ham muốn gì cả. Nhà gia đình gây sức ép cho Ngài phải cưới vợ, phải sinh con để nối dõi tông đường, bởi vì tiền bạc vật chất nhiều mà lại con một, cần phải có con để nối dõi. Thì qua sự sức ép của cha mẹ cho nên Ngài mới nghĩ ra một cách, mà cái cách nghĩ của Ngài á thì vô tiền khoáng hậu luôn, đến bây giờ mình vẫn nghĩ là rất đặc biệt á. Từ ngàn xưa, hơn 2.500 năm về trước, mà sao có một người cực kỳ thông minh như vậy. Ngài nhờ họa sĩ vẽ một bức tranh của một nàng tiên nữ thật đẹp, và Ngài cho rằng là khi mà vẽ bức tranh này thì trên nhân gian này sẽ không có một người phụ nữ nào mà đẹp như bức tranh. Và Ngài nói với thân phụ và thân mẫu rằng là nếu bố mẹ mà tìm ra được một người con gái xinh đẹp tương xứng như bức tranh này thì con sẽ cưới. Và huynh đệ mình thấy mắc cười là cha mẹ của Ngài Ca Diếp đồng ý luôn, cỡ nào cũng chiều hết á. Con muốn sao là cha mẹ chiều như vậy, không chịu cưới công chúa, không chịu cưới công nương, không chịu cưới những nhà tài phiệt trong làng xã, trong đất nước này, mà muốn
cưới một người con gái đẹp như bức tranh này thì mẹ cũng chịu. Và cha mẹ mới mướn ngựa, mướn người tùy tùng và đem bức tranh đó đi rao giảng khắp nhân gian và đi qua rất nhiều quốc độ trong đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ để đi tìm ra một công nương nào đẹp tương xứng như là bức tranh này. Đến một xứ sở đó, có một người con gái, cô tên là Diệu Hiền. Và cô gái này sinh ra cũng trong một gia đình giàu có, mà cô ta cũng không muốn lấy chồng. Và kết quả là cô ta đẹp như bức tranh đó và được đem về gả cho ngài Ca Diếp. Trong đêm đồng phòng qua chúc, hai người bối rối lắm. Bối rối lắm. Ca Diếp đi vào trong một cái vách ngồi thiền. Hồi xưa họ ngồi xuống như họ tịnh tâm, họ đấu tranh với cái hoàn cảnh. Còn cô Diệu Hiền là cũng đang suy nghĩ mình phải phòng thủ. Ảnh mà sáp vô tới mình là mình phải đạp liền, phải đánh liền, nghĩ rất nhiều trong lòng vậy đó. Mình thấy là thiệt là tuyệt vời cho những người mà gọi là thánh nhân của ngày xưa. Và cứ vậy nhiều lần trong cái đêm, hai người mới cảm nhận hình như là đối phương của mình không hề nghĩ, không hề làm những cái điều mà vợ chồng bình thường. Cho nên mới ngồi lại với nhau. Thì cô Diệu Hiền cô nói là tôi chỉ nghĩ đến một con đường là giải thoát thôi. Tôi không muốn lấy chồng phiền muộn lắm. Nói anh chính là cái người mà hại tôi. Vì sao anh có thể vẽ một bức tranh giống như tôi như vậy? Để rồi ba mẹ tôi ép tôi phải đi lấy anh. Và anh chính là người tổn thương tôi, làm cho tôi không thể nào mà giữ cái tấm thân trong trắng này để tôi tu hành. Thế là ngài Ca Diếp ngài cũng bật ngửa ra. Thì không ngờ là tôi cũng thật sự không muốn lấy vợ, không muốn sống một đời sống tầm thường như một chúng sanh, rồi có gia đình, rồi sanh con đẻ cái phiền trược. Cho nên tôi mới vẽ một bức tranh tuyệt thế mỹ nhân như vậy, là nghĩ rằng trong cuộc đời này sẽ không có một người con gái nào đẹp như thế luôn. Mà không ngờ cô chính là cái người mà đẹp như vậy. Và tôi cứ tưởng cô chính là người hại tôi đấy. Thì bây giờ hai chúng ta đều chung một ý là không muốn sống một đời sống nhục dục. Thì chúng ta hãy giữ cách bình thường, diễn với nhau thôi, làm vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng không ân ái, được không? Và hai người đó chấp nhận như vậy. Huynh đệ thân mến, rất là nhiều tháng sống trong một gia đình mà không hề ngủ chung. Tới một đêm á, là nàng Diệu Hiền ngủ trên giường, thì Đại Đức Ca Diếp á, sẽ là ngủ dưới đất. Và nếu một đêm sau á, thì cô Diệu Hiền xuống đất thì Ca Diếp sẽ lên giường, họ phân như vậy. Nhưng mà đa phần là ngài Ca Diếp á, hy sinh cho cô Diệu Hiền ngủ ở trên giường. Và trong một đêm khoảng một năm, cha mẹ cứ mong cho mình có con á, có cháu để ẵm bồng á, cho nên cứ rình và xem thử là con dâu mình đã kén thai chưa. Và thấy hai người này có một cái gì lạ lắm, cho nên họ bắt đầu lên lịch họ rình con cái của họ ngủ chung như thế nào. Thì họ phát hiện ra là hai người này không hề sống theo cái kiểu bình thường và mọi việc cũng vỡ lẽ. Sau đó là ông bà cũng chết hết. Ngài Ca Diếp bắt đầu đi tìm đạo. Và khi ngài đi tìm đạo thì ngài gặp Đức Phật Thích Ca. Ngài tu và đắc đạo luôn, đắc a quả A-la-hán luôn. Nhưng lúc bấy giờ á, tăng đoàn chưa có độ ni. Mà ngài hứa với cô Diệu Hiền là ta đi tìm đạo mà gặp được tôn sư thì ta về ta sẽ dẫn nàng đi theo. Hai người là nguyện vọng sẽ cùng đi tu hết. Trong suốt 10 năm lúc bấy giờ, đạo Phật của chúng ta chưa độ ni, cho nên ngài Ca Diếp vẫn ở trong tăng chúng và đi hành đạo theo Đức Phật. Cô Diệu Hiền ở nhà trong suốt thời gian đó của chờ đợi phu quân của mình đi tìm một đấng minh quân rồi về dẫn cô đi tu, mà chờ hoài không thấy chàng ta quay về. Cho nên cô không chịu đựng nổi cái cảnh trần gian, mặc dầu sống trong nhung lụa. Cô cho hết tất cả vật chất
Cô giúp đỡ cho người nghèo. Cô buông hết tất cả và cô một mình đi tìm đạo. Và cô Diệu Hiền này đã đi tu trúng cái đạo Ni Kiền Tử. Này vì không tìm ra được Ngài Ca Diếp mà lại tìm trúng cái đạo Lõa Thể. Thời gian vô trong cái đạo Lõa Thể này không biết bao lâu nữa, nhưng đến cái năm thứ 10 thì Đức Phật độ ni chúng qua câu chuyện của bà Mahabasa Ba Đề dẫn 500 cung nữ đi đến xin Đức Phật xuất gia. Và trong cái cuộc xuất gia của bà Mahabasa Ba Đề thì Ngài A Nan đã là người đại diện cho tăng chúng đối thoại với Đức Phật rất nhiều về cái nghĩa lý, vì thời gian đầu Đức Phật không chấp nhận cho ni chúng vào tăng đoàn. Đức Phật cho rằng là đạo Phật của mình nếu mà cho ni chúng vào tăng đoàn tu tập thì giảm đi cái công đức một nửa. Ví dụ đạo Phật tồn tại một một triệu ngàn năm thì nếu mà ni chúng vào tu thì giảm bớt đi một nửa, nên Đức Phật không cho phép. Mà ni chúng đứng ở ngoài trước tịnh xá kỳ hoàng, mà đi 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 bộ từ vương thành Ca Tỳ La Vệ đến tịnh xá này thì mấy bà hoàng hậu, hoàng phi, công nương, tỳ nữ, mấy vị đó đi chân không thực hành giống như Đức Phật, chân mấy vị đó lỡ hết, bị nứt hết. Mà đứng ở ngoài trước chánh điện á cả ngày để đợi Đức Phật cho phép vào bên trong ý kiến và xin xuất gia. Ngài A Nan ngài lý luận với Đức Phật về ân nghĩa, về tình cảm, về chân lý, và cuối cùng Đức Phật đã tùy thuận cho ni chúng vào tu. Thì lúc bấy giờ Ngài Ca Diếp mới có cơ hội nhớ đến cô Diệu Hiền, và ông đã trở về thì cô Diệu Hiền đã đi tu. Đấy, một vị A-la-hán người ta sống thanh bình, sống không dục nhiễm, nhưng cũng phải có tình nghĩa. Huynh đệ mình ai ở đây đi tu mà đã từng có gia đình, có nên học cái cách này của Ngài Ca Diếp không? Cũng nên dẫn và xả đi tu. Và đi tu như thế nào? Và cuối cùng là Ngài Ca Diếp đã cứu cô Diệu Hiền ra khỏi cái đạo Lõa Thể. Bởi vì đạo Lõa Thể họ tu họ không có mặc quần áo, họ sống một cách thiên nhiên như vậy, cho nên rất nguy hiểm cho nữ. Mà cô Diệu Hiền lại là một cô xinh đẹp nữa. Và cuối cùng đưa cô về tịnh xá và gửi cho ni chúng là Mahabasa Ba Đề là người trưởng chúng lúc bây giờ. Vì cô đẹp quá cho nên cô đi khất thực cũng rất là tội nghiệp, tương xứng với Ngài A Nan. Ngài A Nan đi khất thực cũng bị các cái thiếu nữ họ họ chấn động trước sắc đẹp của Ngài A Nan. Họ cứ bu vào, họ chiêm ngưỡng cho nên không đi khất thực được. Và cái câu chuyện của Ngài A Nan là Ngài gặp Ma Đăng Già đó, thì có dịp nào là mình sẽ kể cho huynh đệ nghe nếu ai chưa đọc lịch sử hoặc là cần ôn lại. Cô Diệu Hiền này cổ xinh đẹp cho nên cổ đi khất thực cũng bị các vị công tử, các vị mà thanh niên á cũng theo sàm sỡ, cho nên cô đi khất thực không được. Đi khất thực mà người ta chặn đường không à, người ta trêu ghẹo á, nên cô không dám đi. Thì Ngài Ca Diếp á, Ngài thấy tội quá, hồi xưa không có nấu cơm trong tịnh xá, hầu như không có gạo thóc lúa mì gì cả, hoàn toàn nhờ vào cái bình bát mỗi ngày bưng xuống làng để khất thực. Và có người thì khất thực có thức ăn, nhưng cũng có người đi đến giờ rồi mà không có người cúng dường nữa. Mà cô là đẹp quá là cô không đi nên cô nhịn luôn. Thì Ngài Ca Diếp á, Ngài đi khất thực xong Ngài chừa lại một phần thức ăn. Ngài biết được á, mình cứ nghĩ là ở đây là Ngọc Thạnh, mình là tịnh xá Tăng nè, thì Thiền viện Minh Đức hoặc Ngọc Sơn Dinh là tịnh xá Ni. Đó mình cứ tưởng tượng đi. Thì Ngài Ca Diếp Ngài làm sao để Ngài đem cái thức ăn đó đi qua bên Ni, có tới mấy trăm người, mà Ngài truyền cái thức ăn cho cô Diệu Hiền mà che mắt được
đại chúng, và đại chúng suy nghĩ gì về vấn đề một nhà sư mỗi ngày để xớt cái thức ăn của mình cho một ni cô. Ở trong câu chuyện đó, mấy người biết được cô Diệu Hiền chính là vợ của Ngài Ca Diếp. Và mấy người hiểu được cái câu chuyện là hai người từ đầu đã không muốn ân ái. Và họ sống với nhau ngần ấy năm, nhưng họ chưa hề nắm tay nắm chân ôm ấp. Hình như con người không ai hiểu hết á. Mà họ chỉ bắt gặp có một nhà sư lặng lẽ đem thức ăn đến cho một cô ni xinh đẹp. Thì trong chúng bắt đầu họ dị nghị. Lời thị phi tiến ra lời vào, cho nên cô Diệu Hiền cô rất là ngại, nên cô không nhận thức ăn nữa. Và trong 7 ngày cô quyết tâm cô thiền định và cô đắc quả A-la-hán luôn. Cái câu chuyện tu hành của những bậc ngày xưa suy nghĩ qua thấy thương quá. Thiệt, mình nghĩ mình thấy rất xót xa, thương lắm. Họ vì đắc đạo giải thoát họ bất chấp tất cả luôn, nhịn ăn luôn, không nhận luôn. Hãy để yên cho nhau tu hành, đừng lo cho tôi nữa, đừng lo cho trò nữa, Ngài lo Phật sự của Ngài đi. Và quyết tâm thiền định rồi đắc quả A-la-hán luôn. Sau khi đắc quả A-la-hán thì chính cô Diệu Hiền là người bưng bình bát để khất thực và vượt qua những cái chướng nạn, vượt qua những tự mình vượt qua chướng nạn, và cũng trở thành một vị trưởng lão ni tuyệt vời trong 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 ni chúng. Riêng Ngài Ca Diếp sau khi gặp những chuyện thị phi đó rồi thì cũng chấp nhận, không quan tâm đến nữ giới bên đây nữa. Chúng ta tu theo quý Ngài bây giờ, mình nhiều lúc nghĩ về người xưa, thật sự là mình rất là cung kính, mà cũng không biết cách nào để mà mình làm theo, mình học theo quý Ngài được. Câu chuyện của Ngài còn dài. Sau này Ngài chuyên đi khất thực ở nơi hẻo lánh. Ngài không quan tâm đến người giàu, người có quyền lực, người có tiền. Đúng như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, không thân cận người giàu có, người có quyền lực và người quan quyền vua chúa, bởi vì ở nơi đó rất phiền phức. Và mặc dù bây giờ Đức Phật chưa nói đến tư tưởng Đại Thừa, nhưng mà Ngài Ca Diếp cũng giống như tâm ấn tâm, Ngài tự biết. Ngài thường đi khất thực ở vùng hẻo lánh, vùng quê nghèo. Ngài cho rằng là ở nơi đó chúng sanh kém phước. Ngài muốn đem cái thân, cái hình hài, cái đạo lực của mình để gieo vào cái hạt giống từ bi, từ tâm, phước lành cho những người Phật tử kém may mắn, để sau này và kiếp sau này họ hoán đổi được những cái kiếp hiện tại khổ cực. Cho nên Ngài thường nhận những cái thức ăn rất bình thường. Tại vì nếu mình đi khất thực á, mà mình đi đến cái vùng mà khá giả thì họ sẽ cúng cơm, cúng những thức ăn ngon. Còn nếu mình đi đến cái vùng họ ăn mì, ăn khoai, ăn bắp, ăn những cái thứ mà nó không được dinh dưỡng. Cho nên Ngài Ca Diếp thật sự là một cái hạnh cực kỳ là đáng ngưỡng mộ. Thì có một lần đó, Ngài đi ngang một cái hẻm, gặp một bà cụ đó đi xin nha, mà cụ ta đó xin được một ít cháo, mà cháo nấu dành cho heo ăn á, cháo thiêu nữa, chứ không được cháo ngon lành mà cháo thập cẩm hay cháo băm nấm bào ngư hay là cháo nấm rơm, cháo nấu dành cho con người ăn đâu. Mà bà cụ xin được một muỗng cháo, mà cháo dành cho heo. Mà cụ cũng không có cái gì đựng hết á, cụ đựng bằng cái mẻn sành của một cái lu bể á. Cụ cũng đang hấp hối bệnh nên cụ ăn không nổi nữa, cụ để trước mặt á. Thì Ngài Ca Diếp Ngài nhìn vào được trong cái nhân duyên á, trong cái tiền định, trong cái phước đức của bà cụ này, nên Ngài đứng trước mặt bà cụ, Ngài ngỏ lời xin phước. Bà cụ thấy một bậc trưởng lão tôn quý đó, bà cụ quỳ, bà cụ nói con không có một cái gì để mà cúng dường cho Đại Đức hết á. Đại Đức hoan hỷ, Đại Đức đến những nơi mà người ta có cơm, có thức ăn để người ta cúng cho Ngài. Nhưng mà Ngài Ca Diếp á, nhìn sâu vào trong đôi mắt của bà cụ,
Ngài truyền năng lượng từ tâm và Ngài nhả ra một câu từ bi. Ngài nói rằng là Ngài có thể ăn được thức ăn này. Xin bà hoan hỷ xớt cúng dường cho Ngài một ít. Với cái sự mà thành khẩn của Ngài Ca Diếp, giống như là không cách biệt giàu nghèo. Huynh đệ nhớ dùm một điều là bên Ấn Độ, ngày xưa và cho đến bây giờ họ vẫn chia ra chủng tộc dữ lắm. Xác Đế Lợi là dòng tộc vua chúa cai trị tổ quốc gian sang. Bà La Môn là cái cấp bậc là thần quyền cúng kiến, có thể làm thầy luôn cả vua chúa, được tu hành và được cung phụng. Còn Phệ Xá, tức là những cái giai cấp công nông thương, là những con người được buôn bán, được kinh doanh, được làm vườn, làm ruộng. Và Thủ Đà La là một giai cấp thứ tư, là giai cấp nô lệ. Là sinh ra trong giai cấp này thì chỉ có được đi làm nô lệ thôi. Tức là đi quét, đi hốt phân, đi làm những cái việc tầm thường, chứ không được đi làm, đi buôn, đi bán có ruộng, có đất. Và còn một cái loại người nó không liệt vào trong bốn giai cấp nữa, là chui nhủi sống cụ bơ cụ bắc, lụm rác lụm rưỡi ăn. Họ chia ra khủng khiếp lắm. Nếu như trong thời bây giờ á, mình sinh ra trong giai cấp mà nô tỳ nô bọc á, trên đường đi mà gặp phải á, những cái nô, những cái giai cấp còn lại á, chúng ta phải tránh mặt. Con người lúc bây giờ dù có đẹp có xấu, hay là có cao có ráo có lớn như thế nào, thì chúng ta cũng phải chui trong lùm và cúi đầu xuống núp. Đừng để cho cái giai cấp đó họ thấy. Và nếu có thấy mình thì đó là họ thấy, còn mình không được thấy. Mình phải nằm xẹp xuống núp để họ đi ngang qua, kiệu đi ngang qua, ngựa đi ngang qua, người đi ngang qua xa, rồi mình mới đứng dậy mình đi. Mà nếu lỡ như trong cái díp tiếp giáp mà cái bóng của mình thôi nha, chứ không phải là mình đâu, không phải tay chân của mình chạm vào đâu nha, là cái bóng của mình á. Ví dụ mình đi cách nhau khoảng 2 mét, cái bóng của mình nó đụng vào cái bóng của họ, hoặc cái bóng của mình đi ngang qua con người họ, thì những cái giai cấp này họ sẽ đi xuống sông Hằng, họ tắm một tuần lễ, họ rửa, họ rửa sạch cái ô uế từ cái bóng của mình. Phân biệt ghê lắm. Cho nên nó là cái gì, sông Hằng đó là dành cái khúc nào cho vua tắm, dành cái khúc nào cho bà La Môn tắm, chia ra, chứ không phải là ai cũng muốn mà xuống sông tắm đi. Huynh đệ mình đọc giới luật mình thấy á, mấy huynh đệ mình thọ tỳ kheo rồi đó, là tỳ kheo không được tắm mấy cái chỗ đó. Lý do là tỳ kheo mà vô chỗ đó tắm là cái vùng đó là vùng của vua chúa họ tắm. Họ còn đang phân biệt tỳ kheo tắm cái chỗ nào, cho nên có những cái điều đạo luật mà thấy cái nửa tháng mới tắm một lần. Ôi trời ơi, và tắm phải tắm như thế nào thế nào thế nào. Rồi bởi vì nó phân biệt dữ lắm. Phân biệt chỉ có Đức Phật của chúng ta sau khi đi hoằng pháp, Ngài mới phá tan những cái chấp kiến về giai cấp ở trong xã hội lúc bấy giờ vậy đó. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn một thời gian không xa, đạo Phật ở bên Ấn Độ hầu như không còn ai quan tâm nữa hết. Đến năm 1981, thời điểm đó về sau, tất cả các nước bên Á Châu, ngay cả Việt Nam của mình, họ đi chiêm ngưỡng tứ động tâm bên Ấn Độ. Sau khi người Anh, tại bên Ấn Độ là người Anh họ đô hộ, cho nên là các nhà khảo cổ của người Anh đó, họ qua Ấn Độ, họ khảo cổ, họ phát hiện ra là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là người có thật. Qua cái trụ đá của vua A Dục đó. Vua A Dục là một người cũng là gần giống như Mê Lê Ông hoặc là Hốt Tất Liệt rồi đó. Chuyên môn đi đánh giặc, đánh chiếm phá. Mà đến lúc Ngài đến nơi tứ động tâm của Đức Phật, khai quật lên những cái trụ đá, Ngài thấy những cái hình ảnh của Đức Phật, Ngài quay đầu Ngài tu luôn. Và nơi chỗ nào Đức Phật thành đạo là Ngài để một trụ đá, nơi đây Đức Phật thành đạo, dân nơi đây được miễn thuế 3 năm. Và sau này Hồi giáo và các cái đạo Hindu họ đến á, họ diệt chủng đạo Phật là họ đập hết tất cả những di tích của Đức Phật và họ chôn sâu dưới lòng đất. Và các nhà khảo cổ đó họ quật lên lại,
Và thế giới mới bắt đầu tận mắt biết được qua công nghệ là Đức Phật là người có lịch sử, và bắt đầu xây dựng lại các cái tứ cảnh, cái chỗ mà Đức Phật xuất gia, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập niết bàn, vân vân. Và tất cả các đất nước trên thế giới như Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và ngay cả Việt Nam, họ đã qua bên đó, mỗi nước xây một ngôi chùa hoặc nhiều ngôi chùa, bắt đầu giảng thuyết về chân lý của Đức Phật, kể lại về lịch sử của Đức Phật. Như vậy mà đến giờ phút này, đạo Phật bên Ấn Độ cũng không có nhiều. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta mà đi qua bên Ấn Độ đó, chúng ta thương Đức Phật dữ lắm. Sẵn đây là cũng nên khuyến khích huynh đệ mình ở trong đời tu học, nên một lần qua Ấn Độ để chiêm ngưỡng tứ động tâm và nhiều cái thánh tích của Đức Phật hồi xưa. Mình qua bển rồi có nhiều huynh đệ không muốn về, Xin hỏi huynh đệ mình ở đây, ai đã từng đi Ấn Độ rồi ạ? Huynh đệ ơi, ở đây có ai đã từng qua Ấn Độ rồi vậy? Tất cả huynh đệ mình chưa qua hả? Phải vậy không? À, mình đi chắc cũng tốn khoảng... mình đi cái giá rẻ khoảng 1.300. Nhưng huynh đệ mình phải ráng khoảng 1.000... Mình phải có chuẩn bị khoảng 1.500. Mình đi 1.300 thì khổ lắm. Năm khoảng năm 2006... thì Ngọc Sơn Vinh mình có một sư cô là cô Tâm Tường á, bây giờ cổ còn, cổ cũng 84, 85 gì rồi á. Cổ đi Ấn Độ á, cổ bệnh suốt 15 ngày bên Ấn Độ luôn. Hồi đó đi một tháng hay sao không biết, đi giá rẻ á, xong không có khách sạn, ngủ trong mấy cái chùa á, mũi nó chích. Bên Ấn Độ cái thời bây giờ cổ kể á, ở trên đường đầy rác rưởi và đầy phân dơ. Phân bò là chuyện bình thường, mà phân người luôn á. Cái năm 2014 Minh Đạo có qua, những chàng thanh niên á, họ ngồi họ đi vệ sinh á, ở trên những cánh đồng á, họ không có quay cái lưng lại cho mình đâu. Xe đang chạy bon bon trên đường, nhìn xuống thấy có một người đi vệ sinh, nhưng mà họ quay cái mặt cho mình thấy họ đang vệ sinh luôn. Sao mà người Ấn Độ nhiều lúc họ vô tư như vậy á. Và khi mà dừng xe á, dừng xe trên đường để mọi người hành hương xuống đi vệ sinh á, tại vì bên Độ có lúc mình đi xe mà tới 7 đến 8 tiếng mới đến một di tích khác, mọi người phải cần đến một cái khu trống để mà đi vệ sinh. Quý Phật tử mình sơ ý là giẫm phân à, ở dưới rất là nhiều, giẫm phân là bỏ luôn đôi dép. Mà 2014 á, là đã quá phát triển kinh tế rồi, các cái nhà doanh nhân họ đến đó họ mở khách sạn, họ mở kinh doanh buôn bán cho khách du lịch rồi á, mà vẫn chứng kiến nhiều cái cảnh mắc cười lắm. Thì trước đó đó là còn tệ hơn, và cô bệnh suốt luôn, tại vì không có thức ăn nào mà ăn được hết á. Đi bên đó quý huynh đệ mà không khéo là không có thức ăn để ăn, họ ăn cái sarati gì đó giống như là cái lagu của mình á, nhưng mà nấu rất khó ăn. Bên Ấn Độ người dân bình thường họ cũng ăn chay à, họ ít ăn mặn lắm. Trên đường mình ít khi thấy bán cá thịt, không có, ít lắm. Toàn là bán trái cam, trái quýt, trái chuối, trái nho và bán cà bí thôi. Và họ cứ nấu mấy cái đó họ ăn vậy đó. Nhưng mà cái giai cấp mà không có giai cấp á, cái mà không giai cấp vẫn rất còn rất nhiều. Mà xung quanh cái nơi Đức Phật thành đạo, Đức Phật giảng thuyết rất nhiều. Họ nằm lên trên những con đường lộ, những cái con hẻm, họ cứ đắp cái mền rồi họ ngủ đó. Và họ theo cái đoàn hành hương để họ xin ăn. Có một lần đó đi đến một cái khu đó, chắc là nơi Đức Phật thuyết pháp hay sao, hay là nơi cái vùng mà cái đại học Nalanda, nơi mà Tam Tạng Đường Huyền Tang đến học á, với sư Giới Hiền, cái trường đại học Nalanda nổi tiếng cái đó đó. Bây giờ nó còn một cái nền thôi. Thì có một tớp em bé nó đi xin á, cái đạo có một cái bánh mà cái bánh phồng á, bánh phồng mà trong cái bịch á, tại ở bên đây mình đem qua. Thấy nó đứng ở dưới nó xin á, xong đạo thảy xuống cho nó. Nhưng mà huynh đệ mình biết nó làm gì không? Nó xé cái bịch bánh ra, nó không ăn bánh mà nó lấy cái bịch mà chống ẩm á. Cái bịch chống ẩm á, nó lấy cái bịch chống ẩm nó xé ra nó ăn.
Sau khi mình đã xé cái bịch chống ẩm ra nó ăn cái nó, cái bịch chống ẩm đó là chưa bao giờ mình thử luôn á, không biết cái vị gì trong đó luôn á. Cái nó ăn cái đó nó nhai 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 nhai. Cái nó thấy vậy nó phun ra, nó giục luôn bịch bánh luôn và nó dí theo nó. Chắc nó chửi mình quá. Nó dí theo nó xỉ xỉ mình vậy nè, mà mình nhìn thấy nó mình thương tâm luôn á. Mình hy sinh bịch bánh cho nó mà nó không ăn bánh, mà nó ăn cái bịch chống ẩm rồi nó đi hiểu lầm mình. Thiệt là đau lòng. Rồi nó rượt theo, nó xỉ xỏ mình, nó nói mình hại nó hay sao không biết nữa. Nên là cái loại người đó vẫn không tiếp cận được cái ánh sáng của kiến thức. Chúng ta may mắn, chúng ta là những người mà sống cách xa Ấn Độ, mà mình lại ảnh hưởng được cái nền tảng đạo đức của Đức Phật, và mình thừa hưởng được. Như bây giờ bên Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, họ vẫn tôn sùng Phật giáo, và Phật giáo chính là quốc giáo. Và bên đó vua sải luôn. Ở bên đó mình mà học kinh mà thuộc Tam Tạng á, bên Myanmar, nhà vua sẽ xây cho mình một lâu đài và tặng cho mình một chiếc xe hơi loại xịn nhất, lách xịt hay gì đó không biết, và tôn vinh mình, ca ngợi mình. Ở bên đó đó, nhà sư không có đi ra đường, nhà sư chỉ đến những nơi được đến thôi. Và người dân họ gặp nhà sư là họ quỳ họ lại. Cho nên nhà sư mà đi ra đường chỉ là nhà sư Việt Nam và nhà sư Trung Quốc đi du lịch thôi. Còn nhà sư đúng của họ là họ không có ra đường, họ ở một nơi thiền tịnh và có Phật tử tôn quý. Cho nên á, quý huynh đệ mà qua bển á, mà đi mua hồn quẹt, có nhiều khi họ không bán. Họ thấy nhà sư mà mua hồn quẹt là họ không bán, mua thuốc là họ cực kỳ không bán. Rồi mình đem theo nha, nếu có đi á, họ không biết trong thời điểm này thì họ có bán cho sư du lịch chưa thì mình vẫn không biết. Chứ bên đó là họ tôn sùng Đức Phật một cách vô cùng vô tận, mà chỉ đơn giản là thờ một cái xá lợi tóc của Đức Phật thôi, và thờ một cái xá lợi răng của Đức Phật do thái tử gì đó đem qua cúng dường thôi. Và ở bên Myanmar là có hai thương gia đi qua bên Ấn Độ để mà buôn bán, rồi gặp được một vị trưởng lão tặng cho một xá lợi tóc thôi, đem về thờ trên cái ngọn đá thiên. Và cái chùa đó bây giờ thành một cái chùa quốc tế, cái chùa mà huynh đệ thấy từ ở dưới thềm cho đến cái vách tường, cho đến trên đỉnh chùa đều gắn vàng, tô vàng và kim cương hết. Mà trên đỉnh núi thiên đó, mình đi lên cái núi đó đó, người ta phải chở mình đi bằng một cái loại xe mà xe tải, chứ xe bình thường lên không được, mình chở chỉ 6 người thôi mà đứng chứ không được ngồi. Đường nó gập ghềnh quanh co, mà người dân ở trên đó họ không có xài vàng, mà họ đem vàng vô chùa họ cúng. Nhà của họ không cần đóng cửa luôn, vì không có ăn trộm, và họ cũng không chất chứa tài sản nhiều. Nhưng nếu có tiền họ mua vàng thì họ đem vô chùa để đắp vào trong tượng Phật, đắp vào trong những cái gì liên quan đến Phật. Mà họ ăn thì họ ăn mặn nghe quý sư. Họ ăn cá ăn thịt, và những nhà sư cũng ăn cá ăn thịt, chứ không ăn chay giống như mình nha. Nhưng mà tu đó thì cực kỳ thanh tịnh, cực kỳ nghiêm mật và cực kỳ đạo đức. Cho nên người Việt Nam bây giờ qua bển cúng, qua bển tu nhiều lắm. Có những cái thiền sư, nhất là thiền sư Ajahn Chah đó, nổi tiếng. Ngài Ca Diếp của chúng ta đó quý huynh đệ, nếu như chúng ta suy nghĩ về Ngài, thì như mình bây giờ nè, mình có xe hơi, mình có chùa, và mình cũng có tiền, Phật tử cúng dường. Nếu mà muốn mình không sa ngã trong con đường danh vọng, trong con đường lợi dưỡng, thì trong tâm lúc nào cũng phải nghĩ đến Ngài Ca Diếp, nghĩ đến những người mà bậc thầy của chúng ta. Cho nên sư đạo có đắp một chiếc y mà sư phụ tặng, là ngày mình thọ giới tỳ kheo á, mà sư phụ tặng là năm 95 là sư phụ may cái y đó, đến năm 96 là sư phụ đưa cho mình tập đắp. Thì mình giữ đến bây giờ nó mục đi, nhưng mình giá tới giá lui á, thì còn cái phần còn lại á,
là quý sư cô nói phải thay luôn mới mới giá mới đắp được. Và mình sợ thay luôn là nó mất đi luôn cái kỷ niệm của thầy tổ, cho nên mình bây giờ là ít đắp cái y đó, nhưng mà mình cũng treo mình giữ. Bởi vì trong lòng của mình á, mình ước là mình đắp cái y đó suốt đời luôn, mà nó mục quá, bây giờ mình đi ra đường nó không tiện. Hồi xưa á, quý sư khổ hạnh á, thì Phật tử họ quý kính lắm. Nhưng mà thời điểm này mà quý sư mình khổ hạnh á, thì nó thành ra bầy hầy. Tại vì mỗi người trong chúng ta, mỗi mùa hạ, Phật tử đều cúng y sạch sẽ hết. Mà nếu mình đắp y rách rưới á, hở hang, Phật tử họ cứ quan tâm và họ dị nghị, và họ cúng cho mình y sạch mà sao mình không đắp, thì vô tình là họ hiểu sai về mình. Cho nên cũng rất khó mà đắp cái y mà cũ, và cuối cùng là phải nhận những cái tấm y mà những người quan trọng họ tặng với mình và thay đổi. Mà giữ cái y đó đến bây giờ hơn 25 năm, 27 năm rồi, thì phải nói rằng là mình cũng nhờ cái suy nghĩ về Ngài Ca Diếp. Cái hồi mình cất cái ngôi chùa đầu tiên ở trên núi á, thì mình nhờ sư phụ mình đặt tên, thì sư phụ mình đặt là Thiền Thất Ca Diếp. Thì cũng là cái ý cung kính về một bậc đệ tử của Đức Phật thời bấy giờ mà mình đặt sư phụ, nhờ sư phụ đặt và mình nhận cái tên Thiền Thất Ca Diếp. Cái cơ sở đó bây giờ vẫn còn trên núi chỗ Hang Mai Đi Qua là Ca Diếp. Nhưng mà cái hạnh của mình á, thì lại không có liên quan gì đến Ngài Ca Diếp cả, vì mình toàn là cưu mang lo lắng cho mấy đứa trẻ. Mặc dù ở trên núi cao lúc bấy giờ cũng không có tài sản, nhưng mà mình lại nuôi gần 30 chú tiểu hoàn cảnh, nên nó rần rần cả ngày à. Nên khi mà mình xuống núi á, thì mình sửa cái ca diếp lại, vì ca diếp á cũng không giống cái hạnh của mình lắm, mình thay đổi rồi, nó nằm trong sự cung kính thôi, còn làm không có giống không được, thấy cũng ngại. Đặt cái cơ sở tên của một bậc mà thiên nhân chi đạo sư cung kính, mà lưu sư vô đủ chuyện trong đời, thấy xấu hổ. Thế là bên kia có Thiền Viện Minh Đức, mà bên đây thì người ta kêu sư đạo. Lúc bấy giờ nhà nước chưa cho phép á, mình đặt bẩn hiệu, cho nên thôi đặt là Minh Đạo luôn. Thì bên kia Minh Đức, bên đây Minh Đạo, và đổi cái tên ca diếp. Này mình nghĩ chắc cái hạnh của mình á, thì giống Ngài La Hầu La hơn. Chứ Ngài La Hầu La Ngài hiền lắm, Ngài hiền vô cùng vô tận á. Thôi quay trở lại Ngài Ca Diếp, thì chúng ta nên á, huynh đệ mình ở đây nếu như mà chưa đọc lịch sử của Đức Phật, mà chưa đọc thập đệ tử Đức Phật, thì hãy tìm về đọc đi. Đọc để mình thấy những cái bậc mà tu hành ngay cái thời của Đức Phật á, thì họ sống như thế nào. Và mình để cái tâm của mình cung kính về những cái điểm của Ngài. Ví dụ như bây giờ huynh đệ mình đi xuất gia, đã trở thành một tỳ kheo, nhưng cái lòng của mình vẫn còn ái nhiễm. Và mình gặp một thiếu nữ xinh đẹp thì mình vẫn động tâm. Và trong tâm của mình á, thì luôn luôn bị cái khao khát và dục nhiễm nó tấn công mình. Ngay cả lúc mình ngồi thiền thì hình ảnh của thiếu nữ nó vẫn chờn vờn trong tâm của mình. Và khi mình đi ngủ thì những cái suy nghĩ về dục nhiễm nó vẫn tìm tới mình, nó lấn lướt mình, nó làm cho mình khó tịnh tâm, nó làm cho mình khó nhiếp tâm, nó làm cho mình chao đảo tâm hồn. Và nếu như mình gặp nhiều biến cố trong đường tu, mà mình có tài một chút, mình có sắc một chút, thì nữ giới lúc này mà họ đến á, mà trong lúc mình đang khao khát, thì rất là nguy hiểm. Người đi tu mình sợ nhất không phải là không tu được, mà sợ nhất cái chỗ mình yếu lòng. Khi mà cái duyên ở trong tâm của mình, cái dục nhiễm trong tâm mình nó đang khởi, mà lúc bây giờ có nữ giới tới, họ cho mình vật chất, họ cho mình sự cung kính, họ yêu thương mình, thì trong lúc mình đang bế tắc á, mình dễ ngã, nhất là mình đang phiền não, đang phiền giận. Mà chắc chắn chúng ta không phải là thánh nhân, thì huynh đệ chúng ta sẽ có một khối phiền não trong lòng, ai cũng bị hết.
Cho nên chúng ta thường đọc và học và nghiên cứu và nghe pháp, để chúng ta đọc lại những cái lịch sử của các bậc tổ, để chúng ta lấy những cái gương hạnh đó, chúng ta đánh bạc đi những cái tham vọng và những cái dục vọng của bản thân mình. Thì Ngài Ca Diếp là một trong những mẫu người mà chúng ta thường quán xét. Vì Ngài đã sinh ra là Ngài đã không nghĩ đến vấn đề vợ con. Đấy. Ngài giàu sang, tiền bạc của Ngài, Ngài kế thừa mà kế thừa một cách tự nhiên luôn. Cha mẹ Ngài buộc Ngài phải kế thừa, mà Ngài lại đem đi cho hết. Ngài không hề mà nghĩ đến tài sản gì hết. Điều này học theo Ngài rất khó. Bây giờ mình đi học hạ đó, mà mình đi về mình mất một cái thứ gì trong thất am của mình là mình cũng chới với luôn á. Mất chiếc xe, mất cái máy để nghe kinh, mất cái gì là mình về là mình cũng bối rối đó. Và rất nhiều người ở mấy năm trước đi học hạ về, mình cũng bị luôn nè. Hồi xưa mình có một cái máy cassette để nghe băng của Hòa Thượng Thanh Từ. Mình đi học hạ về, họ xé cái khóc lá của mình ra, họ lấy mất. Và mình cũng phải nhờ quán chiếu đến cái hạnh của người xưa mới hết buồn. Và không phiền muộn, không sân si. Mà nếu có sân si thì cũng giảm cái lượng sân si của mình nhanh nhất, cũng nhờ suy nghĩ về người xưa. Thì Ngài Ca Diếp là một trong những người để suy nghĩ. Vì sao vậy? Vì Ngài đem đổ hết với sông với biển rồi. Chúng ta nhớ một cái câu mà cầu con thần thức nhẹ nhàng, ân như thiền định họ bàn thở xưa. Chúng ta nhớ câu chuyện đó không? Họ bàn đó, họ bàn này cũng làm được cái hạnh giống như Ngài Ca Diếp. Đem vật chất là cho hết, sống trong một túp liều nghèo luôn. Đem vật chất đổ xong hết cho người dân nghèo luôn. Rồi gia đình ra đồng ở luôn. Nhưng mà cái cô Viên Chiếu á, là con của ông già đó vui lắm. Ông già đó, ổng muốn ổng tịch lúc 12 giờ. Tức là ổng muốn khi mặt trời đứng bóng là ổng tịch. Ổng định được cái giờ tịch của ổng. Nhưng mà ổng lại nhờ cái đứa con gái của ổng á, con ra con coi mặt trời đứng bóng chưa. Tại hồi xưa không có đồng hồ, cho nên họ sẽ không canh được cái thời lượng. Hồi xưa là người ta nhờ con gà để người ta đánh thức, người ta dậy, chứ không có đồng hồ. Cho nên con gà hồi xưa nó có giá lắm. Con gà nó có giá vô cùng đó. Nó gáy một phát một là người ta thức. Thì canh trưa gà không có gáy, cho nên ông kêu con ra con coi mặt trời đứng bóng chưa. Thì cô Viên Chiếu cô ra cô nói chưa. Thì ông bắt đầu ông ngồi ông đợi. Cái một chút ông nói con ra con xem thử đứng bóng chưa. Cô nói chưa. Cho đến cái lúc cái lần thứ ba cô ra đó, cô thấy mặt trời đứng bóng rồi, cái cổ tịch trước ổng luôn. Tức là cổ me làm sao mà cái giờ cha cổ tịch á là cổ tịch luôn á. Quý vị để thấy không, người ta tu sao mà mình thấy thiệt. Trời ơi nể quá, tôi bây giờ mà bệnh tôi mong sao mà tôi chết một cách ngon, chứ để nó lỡ rụng tay rụng chân xuống là xấu lắm. Tiểu đường 16 năm rồi nên tôi xin nhập thất hoài à, vì cái sợ nó rụng cái tay cái chân xuống nó xấu hổ. Rồi cái ông già đó ổng ngồi ổng đợi hoài, ổng nói cái con nhỏ này kêu đi ra coi chứ mặt trời đứng bóng chưa, sao lâu vậy. Thì ổng nghi nghi á, ông ra ông thấy nó đứng nó tịch trước ổng rồi. Ổng nói cái con này mày lanh cho cố, sao ông đứng tịch luôn. Thì bà già là bà vợ đó, bà đi về, bà đi về bà thấy hai cha con đứng tịch. Bà nói cái ông già mất dịch này, rồi cái con này bất hiếu, tranh thủ quá ha, đi trước luôn rồi. Cái ở chạy ra đồng thì cái người con trai đang cày ruộng đó nói cha mày với lại em mày nó lanh lắm, nó đi trước rồi, thôi vậy mày ở lại mày làm gì mày làm nha, má đi đây. Cái đứng tịch luôn. Cái ông con đang cày vậy thấy vậy thôi, mọi người đi hết con ở đây để làm gì, rồi kịch luôn. Bốn người đó tịch một cách ngọn mục luôn. Không biết tại sao mà họ có thể tịch như vậy được. Mà có đó, trong thiền sử chúng ta thấy có rất nhiều người họ ngồi họ tịch nha, họ đu cây họ tịch. Mà trong thiền sử có một nhà sư đó vui lắm nha, hỏi hồi đó giờ có người ngồi tịch chưa? Có. Có người đu cây tịch chưa? Có. Và có người nằm nghiêng là gọi là tướng kiết tường tịch chưa? Có. Vậy có người chổng mông lên tịch chưa? Tức là chổng hai cái chân lên đưa hai cái tay xuống tịch chưa? Chưa.
Ngươi coi đây, cái ổng chổng hai cái tay lên đưa lên cái ống tịch à. Ở Việt Nam mình có một người đó, quý vị nhớ không? Ở Việt Nam mình có thiền sư Tuệ Sĩ. Cả đời ham muốn phải long đong ném vách mà ra khỏi bùa hồng, giữa cuộc buông tay lên Phật tổ một lần đổ tổ một lần không. Một lần đổ tổ một lần xong chứ. Là Tuệ Sĩ đó, ông ta cũng từng là một vị tướng sĩ đó nha. Dưới thời của vua Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông đó, ông ta cũng là thầy của vua Trần Nhân Tông, Thánh Tông luôn. Mặc dù cư sĩ như ông ta là kiến đạo, ông ta dạy những người tu sĩ tu và sau này tu đó. Và ông ta tới 7 bà vợ nha, chứ không có thường đâu. Trong lịch sử tu học của nhà Phật, nó rất là muôn màu muôn vẻ. Đừng có nghĩ là ai đi tu cũng là không vợ không con nha, không có đâu. Như cái ông Phật Ấn mà bạn thân, ông Tô Đông Pha mà bạn thân của ông Phật Ấn đó, ông này cũng vợ con rất là nhiều, mà thật sự là sau này ông đắc đạo đó. Thì ông Tuệ Sĩ này, ông tịch. Ông tịch xong cái mấy bà vợ bu lại khóc. Cái ông tịch đâu chắc cũng được 2 tiếng đồng hồ rồi, ông thấy khóc quá. Cái ông ngồi dậy, ông nói: ta đã giận các ngươi rồi, lúc ta đi rồi để yên tĩnh cho ta đi, đừng có khóc bèm nhèm. Nghe không, làm động tâm, không có gì phải khóc hết á. Nghe chưa? Không được cãi lời nha, tất cả đều yên lặng, không được khóc, tịnh tâm cho ta. Sao ông nói, sao ông tịch lại? Ở Việt Nam mà nói có không? Ông Tuệ Sĩ á. Đó. Bây giờ ra chùa Dâu, chùa Đậu đi, vẫn thấy có khắc Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Triệu gì đó, hai anh em đó để lại cái xác đó, ra bên ảnh lễ đi, để có phước đó. Chứ không, người Việt Nam mình còn đục tổ về năng nữa, qua Trung Quốc cũng để lại cái xác. Cho nên mình phải ngưỡng mộ và học hỏi những người đó. Ngài Ca Diếp của mình á, sống tới 120 tuổi, nhưng mà ngài tịch cái gì? Ngài vô trong đá ngài tịch. Ngài đến cái núi Kê Túc, rồi cái núi Kê Túc đó tự hở ra luôn, và ngài vô trong đó, và đến bây giờ người ta không biết ngài vô đó ngài ngồi như thế nào. Lịch sử cho chúng ta thấy những điều đó đó. Nên xin kính chúc quý thầy, quý sư mình trong mùa hạ an yên nha. Và mình xin nhắc lại huynh đệ còn trẻ, 35 tuổi, 37 tuổi đổ lại, hãy cố gắng một lần đăng ký dưới thượng tọa chủ ở đây đi, để ngài thấy hạnh phúc khi mà ngài mở hạ. Tại vì ngài mở hạ, ngài cũng hy sinh cho tăng ni đó. Ngài cũng hy sinh tăng ni. Tại trước hạ một tháng là mình qua đây mình thăm ngài, là mình thấy ngài xây cái tăng phòng kia kìa, là ngài xây đó để chuẩn bị phục vụ cho hạ trường. Và trước đó ngài cũng làm một cái phòng khách trên kia nè. Mọi việc cũng nghĩ cho tăng ni, nghĩ cho cái nét đẹp của Phật giáo địa phương. Và chúng ta bây giờ là đi thi cũng là nghĩ cho giáo hội, nghĩ cho tăng già. Sư Mạnh, sư đi đi, sư Mắt Kiến rồi kia nè, đi đi, các em đi thi đi. Các em đại diện cho ở bên đây mấy sư bên Ngọc Xuyên Vinh đi thi đi. Dạ, đi thi. Và cũng xin nhắc đến huynh đệ mình, năm nay á, ai mà đi thọ tỳ kheo á, thì cũng phải thức đêm để học tứ phần lực nha, học giáo lý để chuẩn bị thọ giới. Cũng sắp tới rồi, hết hạn cái 2 tháng sau là đi thọ giới thôi. Kính chúc quý ngài luôn thanh tịnh và an lạc. Cảm ơn đã lắng nghe.